hãng hàng không của Đức là Lufthansa ước tính là đã mất ít nhất 10 triệu euro mỗi ngày kể từ khi cuộc đình công dài nhất trong lịch sử 60 năm của hãng đã bước sang ngày thứ tư. Hơn 110.000 hành khách của Lufthansa tại Frankfurt, Munich và Düsseldorf đã bị ảnh hưởng bởi vụ đình công của phi công và tiếp viên nhằm đòi hỏi quyền lợi hưu trí, dẫn đến gần 1.000 chuyến bay phải hủy bỏ. Vụ đình công dự kiến có thể kéo dài cho đến ngày thứ Sáu, 13 tháng 11. Hiện nay có rất nhiều hãng hàng không và sự cạnh tranh rất gay gắt, cho nên tôi nghĩ họ đang tự hủy hoại việc làm của chính mình với những cuộc đình công như vậy. Tôi có cảm giác như ở Lufthansa lúc nào cũng có đình công. Lãnh đạo hãng hàng không đã thảo luận về hậu quả của cuộc đình công trong một cuộc họp hôm qua và công ty cho biết họ sẽ sớm ra thông cáo về những bước tiếp theo.